Okay. Hey, L-O-U. And will. Anh đẹp trai, em thì đẹp gái. Mới đến với nhau thì có gì là sai. Nhưng mà không phải ai nhưng cũng bừa bãi và cà kẹt nhiều quá. Hóa ra là thừa thải. Mặc dù em có đẹp, mặc dù em có xinh, cho chắc đôi mắt của em thật lung linh. Nhưng mà em chưa 18 nên anh nào dám. Và phải thật bình tĩnh, chắc chờ đừng có tham. Nó là bảo vệ của quán. Bảo vệ này à? Chưa sao nữa. Sao anh không bảo sớm? Vừa vẩn. Mày có để tao nói đâu? Mày, thôi, mày, thôi. Anh đừng cãi em. Thôi. Mày. Thôi. Ra là có trộm thật à? Ờ.